Sự thật ít người biết đến về chiến thuật giúp quân Mông Cổ chinh phục cả thế giới phần 2. Kỹ thuật làm cung đáng kinh ngạc được thừa hưởng từ Ba Tư và Trung Hoa. Mông Cổ kế thừa kỹ thuật chế tạo cung của người Ba Tư và Trung Hoa, sau đó đã phát triển thành công nghệ sản xuất cung riêng của mình. Vào khoảng thế kỷ 13, cung Mông Cổ đạt tầm bắn 250m và hiệu quả gấp đôi trường cung của người Anh. Áo giáp da thuộc vũ khí tối thượng của khinh kỵ Mông Cổ. Trong các cuộc chiến với trọng kỵ của châu Âu nói chung, lớp áo giáp hiệp sĩ có thể vô hiệu hóa cung tên, thế nên điểm yếu duy nhất có thể tấn công là ngựa cưỡi. Các hiệp sĩ và quân thiết kỵ vốn bị hạn chế hoạt động vì lớp áo giáp nặng, rất khó để bỏ chạy một khi ngựa của họ bị hạ.